Hôm nay đưa thằng em đi học toán thể trung ở Bách Khoa mình lại phát hiện ra một quán nướng Giá chỉ hơn một lít mà lít ở đây là trung học thôi nhá Quả thích ăn buffet bò không giới hạn mà ăn đến khi nào no thì thôi thì chủ quán mới cho về nhá Đặc biệt quầy chấm miệng ở đây có buffet kem ăn tỏa thích Chỉ thêm có 29k ăn bao nhiêu cũng được Tên quán là nướng Sài Gòn Nằm ngay cạnh lớp toán của thầy trung ở số 10 Tạ con biểu Đồ ăn mình thấy đa dạng đếm sơ sơ cũng gần 20 món khác nhau Thịt bò thì có mấy món Ngoài ra anh em nào không ăn được thịt bò thì có cả thịt gà Sườn sụn nấm ba chỉ rau nấm trứng gà viên thà lẩu Nói chung là cái gì cũng có Không ăn được cái này thì lại ăn cái khác Có cả quầy salad kim chi bánh bao ăn kèm Sốt chấm ở đây thì có bốn những nhưng đặc trưng ở đây đó là sốt cha và sốt trứng muối nay mình đi ăn thì chưa kịp chuẩn bị chứ mọi lần là, là trưa mình sẽ không ăn gì để dành bụng đến tối ăn cho đại cái nư bỏ đây thì có mấy loại nhưng mà mình thì ăn nhất đó là bò lúc lắc với cả bò cuốn cải điểm trừ mấy món khai vị ở đây thì mình thấy ăn không hợp khẩu vị với mình chân gà thì nhạt còn kim khỉ chua gắt giờ là cho bơ và chả rồi nướng thôi bơ chỉ là tôi cứ cho hết bò vào từ bò cuốn cải này bò lúc lắc bò quần đấm kim bò tả ăn thịt bò thì không thể thiếu được sốt trứng muối cho thêm một ít phô mai ăn cùng vào thì nó mới ngon giờ là đợi thành quả sốt trứng muối quyện với cả phô mai nhìn kéo sợi đến mê thịt bò thì đường chín tới ăn cùng với sốt ăn thì béo béo mặn ngọt vừa phải thịt ăn vẫn